hơn một tuần. Có thể nói là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có một cái livestream có thể nói là dậy sóng giới báo chí ở tại Việt Nam liên quan đến một cái bài viết trên một kênh truyền thông ở tại trong nước. Thì không biết là cái diễn tiến của câu chuyện đó hiện tại như thế nào rồi thầy? Thật ra thì sau mấy ngày thì đại diện bên đó có gửi mail cho Hưng và muốn gặp gỡ để giải tỏa. Đó. Thì Hưng là người không có ghim gúc hay là không có thù hằn gì hết. Người ta có thiện chí thì Hưng sẵn sàng có thiện chí nói chuyện thôi. Đó, tại vì Hưng đã cảnh báo và Hưng cho rất nhiều thời gian để gỡ bài xuống. Đó, vẫn không gỡ xuống thì Hưng bước tiếp theo. Còn nếu vẫn không tiếp tục không gỡ nữa, còn bước tiếp theo của Hưng nữa, Hưng sẽ làm gì? Thì mình nói ra sẽ hết hay. Đó, Hưng sẽ làm hết khả năng của mình có thể được. Đó, nhưng mà bên đó có đại cử đại diện. Đó, cho gửi mail nói chuyện với Hưng và muốn gặp Hưng rồi. À, cho nên là sự việc cũng không đến nỗi quá căng thẳng. À, ngay lúc đó thì Hưng cảm thấy mình bị như xúc phạm, bị chế giễu những hình ảnh, những cái lời lẽ đại khái họ viết để câu view cho một số phóng viên trẻ. Đó. À, cho nên là Hưng nghĩ rằng cũng không quá nặng nề, nhưng mà những vấn đề Hưng bị cảm xúc đó, nhiều fan nhiều đòi ý kiến đó, rồi cộng với việc là Hưng cũng thấy là nói lên tiếng nhẹ nhàng là sự vậy mà họ vẫn còn không coi tiếng nói mình ra gì hết, thì sẽ làm bước tiếp theo. Đấy, đó là cái quá trình là như vậy. À, hiện nay vẫn đang chờ bên kia, việc đó bên kia đang chờ Hưng về Việt Nam để gặp họ. Liệu rằng trong cái livestream đó bao nhiêu phần trăm là khán giả có thể tin rằng nếu như những cái kênh truyền thông đó không có sự sự đúng mực thì ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sẽ làm y như những gì anh nói? Cái chuyện đó, chuyện tin hay không tin là Hưng phải thực hiện thôi, chứ còn đâu phải đợi bao nhiêu khán giả phần trăm tin để làm gì. Đó, việc Hưng cứ làm thôi, tin hay không tin cũng chẳng sao hết trơn á. Đó, và Hưng đã làm. Đó, những cái việc đó Hưng sẽ làm gì thì cứ đợi sẽ biết. Đó, còn mọi thứ đã sẵn sàng. Đó, bước tiếp theo của Hưng đã làm gì từng bước Hưng có bạn bè tư vấn đàng hoàng. Đó, có luật chơi, có luật sư, có tất cả những gì mình có thể làm được. Đó, cho nên là nếu mà họ can thiệp, họ thiện chí, họ muốn xin lỗi đó và muốn giảng hòa đó, thì Hưng cũng không phải là cái người quá dễ sợ làm cái gì phải thù hằn đến mức mà phải để làm căng. Tại vì báo chí và cái nghệ sĩ ai cũng cần ai hết á, hai bên đều cần nhau. Đó, cho nên là cứ để kết quả mọi người sẽ xem sao. Có một cái lời đồn mà chắc là chỉ có anh mới giải thích được cái lời đồn đó đúng hay không. Người ta nói rằng đã có một lần ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã mò vào tận bên trong ban biên tập của báo công an để mà có thể nói rằng là ăn thua đủ với một cô phóng viên lúc bấy giờ cho đến hiện tại cũng rất là nổi tiếng, chỉ bởi vì cô ấy viết một cái điều mà không vừa lòng và không đúng những gì là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng suy nghĩ. Không biết là cái dư luận đó có đúng hay không thầy. Chuyện này rất lâu rồi. À, không phải là cô mà là một anh, một chú viết sai, viết bậy, ngồi nhà nhìn sự việc mà viết. À, Hưng lên tận nơi hỏi, yêu cầu ông giải thích từng câu từng chữ. Đó. Và sau đó thì xòe xòa nói thôi bỏ qua này kia, hoặc là bỏ anh sẽ viết lại xin lỗi này kia. Đó, tại Hưng với lại anh tổng biên tập anh Trần Tư Vân chơi rất thân. Đó, những cái chương trình từ thiện của báo công an làm lúc nào có mặt Hưng hết, thậm chí Hưng còn cho cả túi sách, cho cả quà để mà đấu giá làm từ thiện, và đã nhiều lần đồng hành cùng với báo công an. Đó, Hưng thích cái người chơi trở mặt vậy. Đó, và Hưng lên thẳng tận nơi. Đó, hồi xưa cũng vậy nữa, báo tiếp thị gia đình Hưng lên tận thẳng lên tận văn phòng để kiếm người. Đó, để mà hỏi cho ra lẽ. Hưng lại vậy, viết cho đúng, còn thôi đừng viết tầm bậy tầm bạ. Hưng không phải là cái tiếp người mà ai muốn nói gì thì nói. Đó, sớm hay muộn thôi, sớm hay muộn sẽ có cái sự ăn miếng trả miếng của Hưng thôi. Hưng lại vậy. Cũng liên quan đến những kênh truyền thông, nhưng gần đây, cách đây vài ngày, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ trên trang nhà Facebook của mình là anh đã có thể nói rằng là cho người của mình gỡ rất nhiều cái video trên mạng YouTube mà anh cho rằng là không đúng. Và cái điều đó có thật hay không? Cái đó là do anh xem được hay là những người trợ lý của anh thấy hay như thế nào thế? Tất cả những thứ đó đều được báo cáo lại đầy đủ, và
với những cái sự sai phạm của họ thì bắt buộc nó có luật hết trơn á đó. Thì liên quan tới cái tên của Đàm Vĩnh Hưng, dùng hình ảnh của Đàm Vĩnh Hưng rồi chèn quảng cáo vào trong đó đó, là không có phép tắc, không có một cái gì sự đồng ý nào của Hưng, thì bắt buộc YouTube phải đóng sổ lại thôi. Đó là chuyện, nói chuyện có thật 100% đó, bằng chứng những cái trang mà bêu ríu hoặc là nói tầm bậy tầm bạ rồi không đúng sự thật đó, là Hưng cùng với ekip của mình có cái bước làm việc để báo cáo với nhà YouTube đó, và treo cờ. Không những cái một vài trang đó mà có những trang lớn đó, cũng đã bị cảnh báo rồi đó, và họ cũng rất là thiện chí, họ gửi mail, họ nói chuyện lại với bên Hưng đó, những trang lớn tại Mỹ này nhá, nói chuyện lại bên Hưng và Hưng tháo cờ và không cắm cờ và không cảnh cáo đó, tại vì nó có luật, nó rất rõ ràng đó, nếu mà nó đúng mình là chủ sở hữu cái tên đó, cái hình đó đó và con người đó thì không được xâm phạm, bắt buộc nó phải tháo gỡ thôi đó. Đó là lý do mà Hưng đã tháo gỡ được những cái mà nó sai sự thật, không đúng về mình. Anh có e ngại rằng những người đó sẽ nói rằng là anh hơi đi ngược so với nước Mỹ này, bởi vì họ nói rằng cái điều đó là tự do ngôn luận, họ muốn nói gì thì họ nói thôi. Thì họ làm việc của họ đi, Hưng làm việc của Hưng thôi. Để mà nói về sai sự thật hoặc là nói bôi bác mình, Hưng không có chịu được kiểu đó. Đó, cái gì có thì nói, không có thì thôi, đừng có bịa và dựng chuyện lên, nói như thế này thế kia. Tự nhiên ngôn luận thì cứ quyền nói, có quyền nói thôi. Nhưng mà có những cái cuộc livestream hoặc có những cái cuộc YouTube mà bình luận nói sai sự thật và nói bậy bạ và dùng những cái từ nó sai sự thật. Đó, cho nên là nếu mà Hưng làm, Hưng không đúng thì cái YouTube, cái kênh đó, cái clip đó quý vị vẫn còn im ở đó. Ok. Còn nếu quý vị đã sai, chắc chắn sẽ bị đóng thôi. Nhiều người thắc mắc là một người ca sĩ bận như anh làm sao có đủ thời gian biết được. Anh có những người fan báo cáo cho anh hay có một cái đội ngũ riêng như vậy? Không, tôi xem hết tất cả mọi thứ, kể cả những comment, những cái lời khen, lời chê các kiểu, tôi coi hết, xem hết, không thiếu gì. Kể cả trong một cái livestream của tôi có mấy ngàn cái comment như vậy, mà vài cọng rác tôi cũng vào tôi tìm cho bằng được, tôi chặn lại và tôi xóa sổ sạch mà không bao giờ nhìn bước vào Facebook của tôi được. Câu hỏi cuối cùng, ngoài những biện pháp như vậy thì đối với những kênh truyền thông mà anh có thể nói rằng là sẽ cạch mặt thì anh sẽ xử sự như thế nào trong thời gian tới thầy? Thật ra có những cái người rất là tôn trọng mình và hợp tác. Một cái lễ kỷ niệm của họ, một cái buổi event, Hưng phải sẵn sàng bước tới free, không nhận một đồng nào hết đó, mặc dù phải bay ra tận Nha Trang, bay ra tận Hà Nội cũng được nữa. Đó là do họ quý mình, họ trân trọng mình thì Hưng chơi tới luôn đó. Còn những người mà đã xem thường mình rồi thì Hưng không có mắc mớ gì phải trân trọng họ cả đó. Và tại sao phải rước một cái người đang là kẻ thù của mình, đánh mình, đập mình vào trong nhà mình chơi làm gì? Thì tất cả những dự án, những buổi họp báo của Hưng mà không bao giờ có những người đó, và không bao giờ có thông tin về Hưng chính thống đó. Có thì chẳng là copy hoặc là lấy từ báo khác lại thôi đó. Cái điều đó thì tự trả lời với lại các sếp của mình tại sao như vậy đó. Thì Hưng rất rõ ràng đó. Từ xưa đến giờ là phải mới đây, từ hồi lúc mới bắt đầu nổi tiếng thôi đó. Hưng đã như thế rồi, chứ không phải là đợi khi nổi tiếng rồi bây giờ muốn làm hùng làm hổ làm gì, là không phải vậy. Ngay từ ngày đầu tiên 2001 Hưng đã như thế rồi đó. Không thích ai lên đầu lên cổ mình, ngồi trên đó mà nói này nói nọ. Đó là con người của Hưng, ông trời đã sinh ra Hưng tính như vậy rồi, Hưng không làm khác được. Cái việc mà không hợp tác, không bao giờ bước tới họp báo, không bao giờ trả lời phỏng vấn, hoặc là nói chung là không hợp tác đó, thì rất là nhiều lần đó, nhiều lắm mà họ biết làm sao đó. Sau đó thì cũng có những người nói ông bây giờ tụi em đổi người mới rồi, đổi sếp rồi đổi người cũ, mặc kệ đó. Hưng là cái đứa bất cần rất là nặng, Hưng chỉ cần sự trân trọng và quý mình thôi. Kêu Hưng nằm xuống đất cho bước qua Hưng cũng nằm, chẳng vấn đề gì, Hưng chỉ cần quý và trân trọng mình thôi. Còn coi thường Hưng 100 cái lâu đài Hưng cũng đá đổ. Xin cảm ơn anh rất nhiều.